Lâm thi đấu ở Thái Lan cũng đã được nhiều trận đấu rồi thì Lâm nghĩ rằng Lâm hiểu nhiều hơn các cầu thủ Thái Lan để mách nước cho đội tuyển, nhất là cho đội của Lâm Mường Thong cũng có 6-7 cầu thủ sẽ đá đội tuyển Thái Lan. Vâng, thì chắc chắn là Lâm cũng ở trong đội Lâm cũng có nhiều cầu thủ cũng thi đấu ở đội tuyển Thái Lan, thì đó có, mong là nó có thể giúp Lâm cái gì đó trong những trận đấu, chắc chắn là sẽ giúp Lâm tự tin hơn. Và Lâm của đội tuyển Thái Lan đang khoác áo Mường Thong thì Lâm có cho rằng đó là cái thuận lợi đối với đội tuyển Việt Nam khi Lâm rất hiểu cầu thủ để nói cho điểm yếu cũng như điểm mạnh của từng cầu thủ. Ban huấn luyện hỏi em như thế thì em chắc chắn sẽ có thể trả lời cho họ. Tất cả các giải đấu mà Lâm tham gia khi mặc khoác áo trên mình áo đội tuyển quốc gia thì tất cả các trận đấu đấy là rất là quan trọng, và Lâm cùng với các đồng đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Khi phải cạnh tranh với Nguyên Mạnh bắt rất hay đầu mùa V-League vừa rồi ở Việt Nam. Đây là đội tuyển quốc gia, anh em sẽ cố gắng tập trung tập luyện hết mình, và khi còn việc ai được ra sân thi đấu thì do huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện.